Chúng ta còn đang ở phẩm nghiệp phẩm thứ 24. Bây giờ mình nghe tiếp đoạn kế. Cái đoạn này nói về ngũ nghịch. Ngũ nghịch là gì? Theo như trong kinh thì ngũ nghịch nghĩa là năm cái tội lớn. Mà một là có chỗ có khi mình phải hiểu là không thể sám hối. Thì tội lớn đó là một là giết Phật, hay là mình làm thân Phật ra máu. Nói theo bây giờ là mình không có làm cho Phật ra máu, nhưng mình đập phá tượng Phật bằng cái tâm hung ác của mình thì nó cùng một tội. Thứ hai là giết A-la-hớn, tức là mình giết một bậc tu chứng A-la-hớn. Thứ ba là giết cha. Thứ tư là mình giết mẹ. Thứ năm là mình phá hòa hợp tăng, tức là làm cho một đoàn thể bất hòa. Thì cái đó thuộc về năm cái đó gọi là ngũ nghịch. Thì trong này nói thiện nam tử, phước điền ở thế gian có hai loại. Ở đời chúng ta có hai loại phước điền, tức là hai ruộng phước. Phước điền là mình nói theo tiếng Hán, còn mình nói theo tiếng Việt mình là hai loại ruộng phước. Một là công đức điền, tức là ruộng phước điền, ruộng phước. Hai là ruộng phước của sự báo ân. Ý nói chúng ta có hai cách, có hai thứ phước mà chúng ta có thể có được. Một á, là mình tu tập các hạnh lành để mình có được cái ruộng phước. Hai á, là mình nghĩ đến ơn của người nào đó mà mình cố gắng mình báo ơn họ, đó cũng là phước. Ví dụ như mình nhớ tới ơn cha mẹ. Khi cha mẹ còn mình chăm sóc, khi cha mẹ mất mình làm sao mình hộ niệm cho cha mẹ được siêu thoát. Ví dụ vậy đó, mình nhớ ơn cha mẹ, đó là phước. Rồi ví dụ mình thấy cái người nghèo, mình thấy người nghèo mình giúp đỡ, thì có đó thuộc về báo ơn hay là ruộng phước? Đó là ruộng phước, tại cái cơ hội để cho mình giúp họ. Còn ví dụ bây giờ cái người đó họ đã từng giúp mình trong khi mình lâm nạn, nhưng hôm nay mình nhớ ơn họ, mình đền ơn họ bằng cách nào đó, thì cái đó không phải làm phước, mà mình đang làm, mình báo cái ơn lại với người đó, cái đó vẫn phước. Còn ví dụ mình gặp người nghèo khổ không có liên hệ gì tới mình hết, hoặc là mình thấy một cái người đang đứng ngoài đường họ đón xe bus đi làm mà mình quen, hay là thậm chí mình không quen mà bữa đó mình biết trời rất là lạnh, họ đứng như vậy tội lắm, mình có thể ghé vô mình chở họ đi. Thường thường là người mà ta mà chịu lên xe mình là phải những người quen thôi, chứ còn không ai mà tấp lên vô bờ cái bến xe bus mà hỏi bác, thấy bác lạnh quá bác lên xe con chở cho. Trường hợp người đó tin tưởng mình mới dám làm điều đó. Nhưng mà ý nói ở đây là ruộng phước nghĩa là những gì không liên hệ, cái người đó chưa bao giờ làm gì cho mình, nhưng mình làm cái gì cho họ thì có cái đó gọi là phước. Còn những gì mà chúng ta sống mà chúng ta ai làm cái gì cho mình mà mình nhớ ơn họ, mình đền đáp ơn, thì cái đó cũng là phước. Thế thì giờ đại chúng cứ nghĩ coi, trên đời này hình như ngày nào mình cũng có cơ hội để làm gì? Một là tạo ruộng phước, hai là phước ở báo ơn. Ngày nào cũng sẽ có việc đó. Ví dụ như ở đây có mấy anh mà hay vô xin cơm ăn, dù là ngày thường mấy ảnh bấm chuông cái mình vô, mình mấy cô thấy mấy ảnh là mấy cô biết là mấy anh này cần gì rồi, thì mấy cô bới cho mấy ảnh một tô cơm, thì cái đó là phước điền. Giống như ở đây mỗi thứ sáu có anh người Hoa đó, ảnh đi giữ cái lớp thiền, nhưng mà anh có bệnh tâm thần, nhưng mà phải nói là cái anh đó anh giỏi, nghĩa là suốt mười mấy năm nay ảnh thường xuyên tới đây vào chiều thứ sáu để ảnh giữ lớp thiền. Mà thường là anh đi sớm lắm, anh đi cái giác công chiều á. Mà anh bước vô cái là mình gặp ảnh là mình biết rồi, là mình đi bới một tô cơm cho thật là ngon, thật là nhiều cho anh, anh ăn mạnh lắm. Thì trường hợp đó anh đó gọi là ruộng phước, tức là cơ hội để mình có thể mình tầm phước cho họ. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ Phật tử người ta đem thức ăn vô người ta cúng, và chúng ta giúp cho họ đem thức ăn của họ ra để mình đãi cho đại chúng ăn,
thì cái đó cũng là mình trợ duyên cho, có thể họ đem tới họ đưa nhưng mà họ không có cơ hội ở lại. Hoặc là cái dịp nào đó mình đủ mặt đại chúng, mình mời đại chúng ăn cái thức ăn của họ, thì cái đó gọi là ruộng phước. Vậy thì ngày nào chúng ta ở sống ở đời, chúng ta không có không phải là không có cơ hội để có phước, cái điều là chúng ta có nhận diện được chúng ta đang làm phước không mà thôi. Ví dụ như là mình đang nuôi cha nuôi mẹ thì cái đó gọi là báo ân đó, ruộng báo ân, ruộng phước ở sự báo ân. Còn mình giúp đỡ cho những người tha nhân bên ngoài, đó là ruộng phước đức mà chúng ta tạo được. Cho nên ngày nào chúng ta cũng có cơ hội làm việc đó. Thì Đức Phật nói thiện nam tử, phước điền ở thế gian có hai loại. Một là công đức điền, tức là một là ruộng công đức, hai là ruộng báo ân, ruộng phước của sự báo ân. Phá hoại hai bậc phước điền này gọi là tạo tội ngũ nghịch. Bây giờ nếu mà anh phá một trong hai phước điền này thì anh cũng rơi vào cái tội ngũ nghịch. Tại sao vậy? Ví dụ như bây giờ người ta đang sống hòa thuận với nhau vậy, mình tới mình gây chia rẽ nội bộ của người ta thì mình mất phước rồi. Tuy rằng mình không có giết A-la-hớn, mình không giết cha, giết mẹ, nhưng mình đã làm cho một đoàn thể tu tập đó, người ta không còn sống trong cái hòa hợp với nhau nữa. Mình châm đầu này, mình chọt đầu kia, mình làm rối cái nội bộ đó trong cái đoàn thể tu tập đó. Cho nên mình nếu mà phá hoại hai bậc phước điền này gọi là tạo tội ngũ nghịch. Ngũ nghịch ấy có ba điều kiện, làm ác đó có ba điều kiện. Một là có tâm rất hung ác. Hai là không biết phước đức là gì. Ba là không thấy quả chân chánh. Vậy thì tại sao chúng ta có thể làm được cái điều xấu đó? Có ba lý do. Một là ngay từ cái nguồn tâm của mình đã có cái tâm xấu đó. Thứ hai là gì? Thứ hai là mình không rõ được cái phước đức đó là gì. Ví dụ như giờ mình thấy người ta bố thí, mình không có rõ được cái sự giúp đỡ đó nó mang nhiều cái ý nghĩa hay, thì chúng ta phán cho một câu, chúng ta chê trách, vì vậy cho nên chúng ta từ bỏ cái sự giúp đỡ. Và chẳng những vậy mà chúng ta còn gọi là nói những cái lời làm cho người ta thối tâm. Hoặc là thứ ba là gì? Vì mình không thấy được cái nhân quả của sự bố thí. Ở trong kinh Đức Phật có nói nè, hễ mà mình cho thức ăn á là mình được no đủ, cho thuốc men là không có bệnh tật, cho chỗ ở là được ấm no, cho quần áo là mình được sung túc. Tức là tùy theo mình cho cái gì mà chúng ta gặt cái quả đó. Và một người không bao giờ làm phước là tại sao? Là vì họ không bao giờ họ cảm nhận ra được cái nhân quả của sự làm lành. Họ không thấy rõ được cái chân chánh của nhân quả. Có nhiều người họ đâu có tin, trên đời này tôi không có tin nhân quả gì hết á, thậm chí tôi không tin ai hết á, tôi không tin đạo nào, tôn giáo nào, bất cứ con người nào, tôi tin tôi thôi. Thí dụ vậy đó. Thì có những người người ta nghĩ như vậy, cho nên người ta không bao giờ cung kính ai, thần phục ai. Còn những vị đó chỉ một bề đã phá, trên đời này không có nhân quả tội phước gì hết. Và chính không có nhân quả tội phước thì có thể việc gì cũng có thể làm. Nếu người khởi ý tưởng là người khác mà giết A-la-hán không mắc tội nghịch, cha mẹ cũng vậy. Tức là nếu như có người tưởng A-la-hán là người khác mà giết đi thì người đó không phạm tội nghịch. Cha mẹ cũng vậy, nếu không hổ thẹn, không quán sát sự báo ác, tâm chẳng cung kính, chỉ toan tính sắp đặt, không tạo căn bản dù chẳng phải tội nghịch nhưng cũng mắc quả báo lớn. Tức là cái tâm của mình không có hổ thẹn, không nghĩ đến sự báo ơn cho cha mẹ, không có sự cung kính, và chỉ toan một chuyện gọi là sắp đặt làm sao để mà tổn hại. Ví dụ như có nhiều người người ta nghĩ lẽ ra mình có cha có mẹ mình phải nhớ ơn chứ, tại sao mình lại như vậy. Nhưng mà có những người người ta không thấy cái sự
ơn nghĩa gì trong đó cả. Cho nên mới nói, nếu không hổ thẹn, không quán sát sự báo ơn, tâm chẳng cung kính, chỉ toan tính sắp đặt, tức là người này toan tính những cái chuyện này chuyện kia. Ví dụ như mình có nhiều vị người ta tới với cha mẹ đâu phải người ta có lòng hiếu thảo đâu, tại người ta biết cha mẹ chưa bán cái nhà ở Việt Nam, chưa chia gia tài. Bây giờ họ ráng họ nghĩ để cha mẹ bán được cái của cải gì Việt Nam chia ra. Mặc dù họ có thể ở nước ngoài không có cần tiền, nhưng mà coi như là, hoặc là mình biết cha mẹ ở đây có của cải. Ví dụ như có một lần Phó Hòa kể đại chúng nghe đó, có một lần bác Phó Hòa đi vô thăm trong bệnh viện, có một bác thấy Hòa vô bác mừng lắm. Thì bác mới chưa kịp mà nói gì hết thì con cái bác kéo vô tới. Cái bà mới kéo một miếng giấy napkin á, bà hỉ mũi, cái bà nhét tay Phó Hòa. Cái Phó Hòa tưởng là cái rác, cái giấy á, Phó Hòa giục cái miếng rác nó vô thùng rác đi. Cái bà nói trời ơi trời, chiếc nhẫn nằm trong á. Tại vì bà biết mấy người con vô là mục đích là tuột đồ trên người bà, cho nên bà không muốn, bà mới muốn Phó Hòa giữ, mà mình đâu có biết đâu. Bà giả bộ bà hỉ mũi, bà nhét cái miếng giấy vô tay mình, cái mình lại tưởng đó là miếng rác vứt vô thùng rác. Cái bà mới la làng lên, thì vừa nói dứt cái mấy người con súng tới lấy đống rác ra, thì thôi bà nín luôn chứ nói gì, các vị đem về thì mình đâu có nói gì được. Và ý ở đây cũng nói, thí dụ như nhiều khi cha mẹ mà còn vậy thì huống chi là người ngoài, không? Thành tử ra nhiều khi đây nè, không có, nếu không hổ thẹn, không quán sát sự báo ơn, tâm chẳng cung kính, chỉ toan tính sắp đặt, dù chẳng phải tội nghịch nhưng cũng mắc quả báo lớn. Dù không giết họ nhưng vẫn mắc quả báo, tức là mình đã đối xử với cái người thân mình như thế. Vì khéo lời dạy, ý nói là cha mẹ đó, cha mẹ khéo lời dạy bảo khởi tâm thương mến, có thể nhẫn nhịn, làm được thì làm, chị chịu nhiều khổ sở, thế nên cha mẹ gọi là báo ân điền. Nếu lại có người giết cha mẹ rồi, mặc dù tu pháp lành ấy không kết quả. Cho nên ta nói, các người núp vào bóng mát, độ thế gian ngắn, cẩn thận, chớ chặt bẻ cành nhánh hoa lá. Đức Phật đưa một cái ví dụ, mình trú ở trong một cái bóng mát thì đừng có toan bẻ cành nhánh nó, thì trụi lũi thì mình còn gì đâu hưởng. Cũng như thế, nếu như mình được cái phước ở trong một cái hoàn cảnh tốt thì đừng có phí cái phước đó. Phải qua ví dụ vậy nè, ví dụ như bây giờ mình ở cái xứ này á, cái thức ăn là không có thiếu, vì rõ ràng mình được trú trong một cái bóng mát của thức ăn. Nhưng nếu mình lãng phí thức ăn, hoặc là mình bỏng sẻn thức ăn, có nhiều khi á, một á, là phí, hai là sao? Bỏng sẻn. Con người nó thường thường nó rơi vào một trong hai cái trường hợp đó. Nhiều khi một á, là có không cho ai ăn hết. Quý vị nhớ trong Lương Hoàng Sám nói không? Có những vị xuất gia mắc cái quả báo là bỏng sẻn thức ăn. Người ta cúng dường cho bá tánh thập phương, người ta cúng. Tại sao gọi là thường trụ? Của thường trụ là của gì? Của tam bảo, của tất cả tăng ni Phật tử. Cho nên ví dụ như bây giờ người ta đem cái đó tới, người ta cúng cho đại chúng, thì nếu như mình biết cái món đó mà cho đại chúng ăn, mình nên cúng dường cho đại chúng ăn. Thì nếu như mà mình không cho đại chúng ăn, mà thí dụ như mình cất để mình cho một, miễn là sao đừng phí thôi, thì không có bị, mình không bị mất cái phước đó. Cho nên trong này đưa một cái ví dụ. Nếu như mà ngược lại, Quá phùng phí. Thí dụ bây giờ quý vị vô, quý vị thấy chùa người ta đem cúng rau cải nhiều quá, đem ra cắt gọt tùm lum tà la, xài không hết cũng phí. Thí dụ vậy.
Hoặc là bây giờ là đồ ăn cả đống mà không cho ai ăn hết. Nó rơi vào một trong hai cái trường hợp đó thì Đức Phật gọi là gì? Đức Phật nói nè, các người núp vào bóng mát, cẩn thận chớ chặt bẻ cành nhạch. Tức là nếu mình được cái phước nào, nghĩa là mình đang trú ẩn ở trong đó, thì đừng có phí nó. Có nhiều khi mình không có chặt cái cây, mà mình làm gì? Mình bẻ nhánh, bẻ cành. Cho nên người xưa hồi đó, không biết quý vị có nhớ, có nhiều một thời gian người ta hiểu lầm cái chữ lộc không? Chữ lộc là gì? Tại vì nói là mùa xuân á, cây cối nó bắt đầu nó nảy cái mầm lên, thì cái mầm, cái nụ đó đó gọi là lộc. Cái nụ mà cây cối nó nảy lên là lộc. Chứ người ta kêu đi hái lộc, nghĩa là ta lên chùa ta bẻ nhánh cây của chùa, lá hoa của chùa ta bẻ xong chùa trụi lũi cây hết trơn. Cái đó không phải là đi hái lộc, cái đó gọi là bẻ lộc. Đó không phải bẻ lộc. Cho nên hái lộc á, hái lộc á là sau này người ta chuyển cái cách hái lộc lại bằng cách là một cái bao lì xì, một cái quýt hay một cái gì đó để phát ra. Thì bây giờ người ta không kêu là hái lộc là gì? Phát lộc. Tức là mình truyền tải. Pháp Hòa nhớ có một lần một cái lễ Tết mà những năm đó là người Việt mình mới định cư à, cách đây hơn 30 năm. Thì một bữa nọ tổ chức lễ Tết ở ngoài cái ho, ở dưới Calgary á. Quý vị biết là làm hai cây quýt, mà lúc đó nó chưa có cái cách để mà làm quýt hay đâu. Lấy cái cây paper clip á, bẻ thẳng ra rồi chừa miếng ở dưới vậy, cái lụi ngay cái trái quýt dựa thẳng vậy nè, rồi mới cong nó lên, mới máng lên cái cây vậy nè. Cái tới giờ mà đi hái lộc, trời ơi, người ta trào lên, mấy bà già bị đá văng hết trơn. Chẳng những như vậy mà mấy thanh niên nó leo lên trên cái bàn thờ á, nó bẻ mấy cái nhánh ở trên á, cái lưu hương văng xuống đất luôn. Đó, thì họ hiểu lầm cái bẻ lộc là tại vì họ đâu bẻ ăn trái đâu, bẻ một cây, bẻ một cành, một nhánh. Chơi ngày xưa kêu là hái lộc, thì cái lộc nghĩa là cái cây mà nó vừa lú cái bông lên vậy. Thì cho nên ta kêu là gì? Đâm chồi nảy lộc. Thường thường cây lá hoa ta kêu đâm chồi nảy lộc, cái tới mùa xuân cây hoa nó nổi lộc vậy, cái là bắt đầu rủ nhau đi hái lộc. Ở Việt Nam có một dạo nghe, lễ giao thừa xong hả, ra trước sân chùa nhìn giống như là một chiến tranh vừa xảy ra chứ không thấy mùa xuân. Tại vì cây có trong chùa tiêu hết. Rồi đến mức độ là sau này người ta phải ghi bảng: xin đừng bẻ cây, xin đừng hái trái. Ôi, cây nào họ cũng ghi hết, cây nào cũng phải treo bảng lung tung hết. Thật ra có cái quan niệm của mình à, ví dụ bây giờ quý vị thấy không, tượng Phật cũng vậy, cái họ thấy thích quá cái xá cái rờ Phật cái vuốt. Tôi vuốt con cái ăn thua gì, nhưng mà đâu có nhớ rằng một người vuốt cái người khác thấy người ta vuốt theo, riết cái tượng nào cũng bóng. Bây giờ quý vị đi lên một số các chùa ở Việt Nam, những cái tượng Phật là mấy cái đầu gối á. có tượng, nhất là những cái tượng La Hán á, có tượng La Hán quơ tay về có họ chào tay, tượng La Hán xòe về có họ chào tay, ông La Hán ông ngồi duỗi chân xuống cái chà chân. Riết cái tượng La Hán đi tới tượng nào cũng lõm, đang thùi nó lòi cái gạch nó bóng lên vậy đó. Ở bên chỗ ngày trên núi núi Nga Mi có cái chùa Vạn Niên thờ Đức Phổ Hiền bằng đồng cao lớn lắm. Ngài ngồi cao đó, con voi mà ngài ngồi lên đó là mình đi ngang mới tới cái mông voi thôi. Cho nên ai đi tới cũng rờ mông nó cái. Ai đi tới rờ mông, riết cái phía sau chỗ cái mông con voi nó bóng lưỡng cục vàng lên vậy đó, từ một cái khối đồng mà vuốt riết mà lên thành khối vàng đó. Thì họ hiểu vậy đó. Cho nên cái câu Phật nói trong này hay lắm, cái cách Phật dùng chữ hay lắm. Các người núp vào bóng mát, cẩn thận chớ chặt bẻ cành nhánh hoa lá. Bây giờ mình nghiệm coi có phải là mình đang ở trong một cái bóng mát không? Về vật chất, quần áo, thuốc men, thức
ăn đủ thứ hết, nhưng mình không có biết. Một là mình bỏng sẻn, hai là mình phung phí, hai cái đó không nên. Cái gì mình dùng vừa chừng mà không bao giờ hết. Của mình ăn là hết chứ của cho là không hết. Hay vậy đó. Thiện nam tử, sau khi ta nhập niết bàn, có các đệ tử sẽ nói rằng, nếu do khởi ý tưởng khác, tên khác, giết cha mẹ không mắc tội nghịch. Thí dụ như có một cái truyền thống, hồi xưa có cái ông đó đó, ông đóng một cái chiếc xe gỗ. Rồi cái con ông mới hỏi, ba đóng chiếc xe này chi vậy ba? Ông nói, ba mẹ, ba ông bà nội con già rồi, nuôi tốn gạo quá, thôi giờ ba đẩy ông bà nội xuống cái hố á, hễ mà ông bà nội mà rớt mà chết á thì coi như tới số. Còn nếu mà rớt xuống đó mà không chết thì còn khỏe, lượm về nuôi tiếp. Cái thằng con nó mới nói, vậy ba đóng xong á, ba đừng có bỏ xe, ba nhớ giữ cho con nghe. Cái ông hỏi chi vậy? Nói, nữa tới phiên ba con khỏi đóng chiếc mới. Tức là nhiều khi mình làm một cái điều đó nhưng mình mang một cái tên khác. Hôm rồi cô Tự Như nè, mới đây nè, cô mới kể và nghe. Hôm rồi cô phone, cô phone chúc Tết á. Cô mới nói, thầy biết không, năm nay con đâu đi đâu, con ở nhà con canh ăn trộm. Phó bà hỏi vụ gì, cô mới nói, ở nhà, trước cửa nhà con có hai cây tắc xúm xuê đẹp lắm. Bữa nọ con đi về nó trụ lũi, con không biết ai, cái bữa đó con ngồi ngay cửa sổ con canh. Thì em thấy cái bà đó đó, bà giác cái cây mà, cái loại mà cắt cành, cắt nhánh dài vậy nè, bà vô bà rụi hai nhánh bự bà đem ra. Mà cái bữa trước con về con check cái máy quay phim á, là con thấy bà đó rồi. Bữa nay bà vô bà làm lần nữa, con chạy ra con mới hỏi, bà đang làm gì đó? Cái bà bản lẻn bà đi ra bà. Nên cái cổ mới nói á, của người ta mà tại sao bà lại vô bà lấy? Thì cái bà kia bà trả lời, bà nói á, tại vì chồng nhiều quá không ăn để tôi ăn dùm. Bà nói, tôi không ăn là chuyện của tôi, mà tại sao đồ trong nhà người ta mà chị tới chị cắt? Tôi cho chị biết, ngày hôm qua chị tới đây lúc 6 giờ 48 phút mấy giây tôi biết hết. Chị vô chị cắt hai nhánh, bữa nay chị làm hai nhánh nữa, sao chị làm kỳ vậy? Cái bắt đầu bà trớ qua, tôi cắt cho chùa. Nói cắt cho chùa chị cũng tội như thường. Phạm cái tội gì? Tội ăn cắp. Nếu chị thật sự là cắt cho chùa, mà chị là dân chùa mà chị không biết luật nữa, chị không biết giới, mà chắc chắn là không phải dân chùa. Nhưng mà giống như nói trớ qua để mà gọi là đi làm từ thiện. Thì ở đây cũng thế. Tức là có nhiều người ở đây nè, nếu do khởi ý tưởng khác, tên khác, họ giết cha giết mẹ, nhưng mà họ đặt cho cái tên khác. Tôi đâu có giết cha giết mẹ, ông bà già rồi. Để tôi giải quyết cho rồi chứ để chi. Thì bây giờ mình cũng vậy. Có nhiều khi mình chôm đầu này đầu kia vậy, để chi biết không? Đi làm từ thiện. Đi làm phước. Cho nên tuyệt đối là không có mua đồ ăn cắp, mặc dù nó có rẻ thiệt. Nhưng mà mình làm đó là mình có cái lỗi là mình gì? Kêu là lỗi gì? Đồng lõa. Tức là mình tiếp tay. Mình không có mua thì những vị đó người ta không bán được. Mà nó ngộ, nó hay lắm nha. Nó còn nói mình cần gì cứ nói với nó, mai là có liền. Mà rẻ nữa. Cho nên vì là chân thật, lời đúng nên tin, cha mẹ chân thật, tư tưởng cũng không thể dối, ác tâm giết, đó tức là mắc tội nghịch. Không cần biết anh lấy, anh đặt cho nó cái tên gì. Ví dụ như cái bà đó, bà lấy đồ đi, thì bà cho, đã bà, cho dù bà đặt cái tên là chị trồng mà chị không ăn, để tôi ăn dùm cho, chứ để nó rụng uổng, nhưng mà vẫn gọi là ăn cắp. Thì ngược lại nói, tôi hái, tôi đi ngang, tôi thấy nó sung xê quá, chị không ăn, tôi hái về tôi cúng chùa. Anh đặt cái tên là tôi đi hái tôi cúng chùa, thì nó vẫn là ăn cắp. Thí dụ vậy đó. Thật là cha mẹ không có ý tưởng, cũng không mắc khởi ác tâm, cha mẹ dù chết không mắc tội nghịch. Vì phải đủ bốn điều kiện mới tội nghịch. Cha mẹ thật khởi tưởng cha mẹ, ác tâm xả tâm khởi tưởng chúng sanh, đủ bốn điều kiện ấy tội nghịch mới thành.
Nếu không đủ thì không thành, hoặc vì thương xót, cung kính, thọ giáo pháp, khiếp sợ, tiếng khen, trao cho món đồ để chết, mặc dù không tự tay giết cũng bị tội nghịch. Nếu bị người khác sai giết cha mẹ, khóc lóc buồn rầu mà làm trạng thái tội như thế, đầu tiên, trung gian và sau đều nhẹ. Tức là ở đây á, nói rằng nếu như á, mà mình phạm vào cái lỗi nó của nó đủ bốn điều kiện mới thành tội. Thí dụ như thật mình hành hung người đó, mình giết người đó, nhưng mà thật sự trong lòng mình biết đây là mẹ mình, nhưng mà tại vì mình do cái tức giận hận thù gì đó, thiếu gì. À, mới đây quý vị đọc cái tin không? Bên Toronto đó có một ông giết đứa con 11 tuổi ông đó, mới đây nè. Thì như vậy là khi mình giết đứa con của mình biết nó là con mình không? Biết. Vậy thì nhưng mà do khi mà mình, nó có đủ cái điều kiện là mình giết nhưng mà mình vẫn biết người đó là người thân của mình, là cha mẹ, là người thân mình, thì tội nó vẫn thành. Ví dụ bây giờ cái người đó họ bị tâm thần, họ thật sự có cầm dao giết người, nhưng mà hoàn toàn họ không có cái ý thức người đó là ai, chẳng qua là cái cơn tâm thần họ lên và họ mất đi cái nhận thức, thì họ có thành tội đó. Nhưng mà có thể tội họ không phải là first degree murder, phải không? Mà có thể cái tội của họ là do tâm thần loạn. Cho nên ở đây á, một đứa con nít á, mà nó dưới 18 tuổi á, nó phạm tội á, người ta vẫn cho nó cơ hội. Tại vì sao? Vì người ta vẫn tính đó là một đứa nhỏ chưa đủ tuổi để nó gọi là người lớn. Mặc dù cái tội nó có thể cái tâm ác nó có, nhưng mà với cái một trong những điều kiện là tuổi chưa đủ. Tuổi chưa đủ. Mặc dù cái hành động nó có, nhưng mà bên cạnh đó người ta có cái luật là tuổi chưa đủ thì có thể nó bị vô sổ đen, nhưng mà một thời gian nào hết là gì, người ta vẫn tính nó là một cái đứa minor chứ chưa phải là một cái đứa trưởng thành. Hay là ví dụ như bây giờ người ta phạm cái tội gọi là gì, hiếp dâm, thì một đứa nhỏ nếu mà nó dưới 18 tuổi là tội nặng lắm à, không? Mà nếu như đứa nhỏ đó, người đó trên 18 tuổi mà có sự đồng tình thì không gọi là tội. Thí dụ vậy. Cho nên mặc dù có một cái hành động nào đó xấu, nhưng nó cũng phải căn cứ những điều kiện khác. Ở đây khởi tưởng cha mẹ, và trong đó mình có ác tâm, trong đó mình có xả tâm. Xả tâm đây không phải là cái tâm buông xả, mà cái tâm mình không còn tự chủ được. Và chúng ta khởi tưởng đủ bốn điều kiện ấy, tội nghịch được thành tựu. Muốn giết cha mẹ, trúng nhầm người khác, không mắc tội nghịch. Muốn giết người khác, trúng nhầm cha mẹ cũng vậy. Ở đây là nói tới cái tâm á. Muốn giết mẹ, giết nhầm người giống mẹ, giết rồi giấu dao, lại trúng thân mẹ, không bị tội nghịch. Mẹ cũng khác. Cái chữ tội nghịch ở đây á, là vẫn là tội, nhưng mà không phải là nghịch, là vì tâm mình không khởi ác. Thí dụ như ông vô não á, ông muốn đi chặt ngón tay của người ta để ông xỏ thành sâu chuỗi ông đeo đó, để mà gọi ông, để gọi là thành đạo đó. Thì lúc mà ông rượt mẹ của ông á, ông vẫn biết đó là mẹ ông không? Biết. Nhưng mà khi mà ông thấy cái người khác là Đức Phật á, ông liền suy nghĩ: thôi bây giờ hồi nãy tại tôi thiếu người, tôi mới định kiếm ngón tay bà già, thôi giờ có ông này ông tới ông thế rồi, ông quay lưng ông rượt Phật. Tội ngũ nghịch ấy là giết mẹ, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hớn, làm thân Phật ra máu nặng hơn, làm thân Phật ra máu nặng hơn giết A-la-hán. Phá hòa hợp tăng lại nặng hơn làm thân Phật ra máu. Trong này mới nói nè, tội ngũ nghịch giết mẹ, tội ngũ nghịch ấy giết cha nhẹ, giết mẹ nặng, giết vị A-la-hán nặng hơn giết mẹ, làm cho thân Phật ra máu nặng hơn giết vị La-hán. Ở đây tức là cũng là một cái tội, nhưng mà
Thí dụ bây giờ mình giết một Đức Phật nhẹ tội hơn là mình phá hòa hợp tăng. Tại sao vậy? Tại vì một Đức Phật đã thành Phật thì có thể không còn hận thù với mình, không còn oán kết với mình. Và hơn nữa vị đó đã thành Phật, còn tăng là một đoàn thể đang tu chưa thành. Và nếu mình làm như vậy, họ mất đi cái tính tâm, họ mất đi sự tu tập của họ, phạm lỗi hơn. Ví dụ như mình ăn hiếp một người lớn, tội nhẹ hơn ăn hiếp đứa nít. Vì người ta nghĩ sao, nó là con nít mà, mình là người lớn mà tại sao lại ăn hiếp nít. Ví dụ mình lỡ mình đánh một cái người mà người ta khỏe mạnh còn nhẹ tội hơn là mình đánh một người yếu ớt. Tại sao? Tại vì ai người ta cũng sẽ binh cái người yếu ớt. Ta nói cái người yếu ớt mà tại sao anh giỏi anh đánh cái người mạnh khỏe kìa. Ví dụ vậy. Có sự vật nặng, ý tưởng nhẹ. Có sự vật nhẹ, ý tưởng nặng. Có sự vật nặng, ý tưởng nặng. Có sự vật nhẹ, ý tưởng nhẹ. Sự vật nặng, ý tưởng nhẹ như không có ác tâm giết cha mẹ. Ở đây nói là có nhiều khi á, cái vật nó nặng nhưng ý tưởng nhẹ. Rồi có khi á, ý tưởng thì nhẹ mà vật thì nặng. Bây giờ mình đưa một cái ví dụ. Thí dụ như trong kinh á, kể là một hôm nọ Đức Phật đi ngang một cái thôn xóm, thì có một số người, mấy ngàn người đó, người ta muốn dời một cái tảng đá mà dời không được. Đức Phật tới thì Đức Phật hỏi các anh đang làm gì vậy, thì họ ghét, họ không trả lời, họ bỏ đi chỗ khác, họ tản đi chỗ khác hết. Thì lúc đó còn mình Phật đứng đó với tảng đá thôi. Thì Phật mới lấy cái ngón chân á, Phật hất cái tảng đá lên. Thì Đức, cái tảng đá nó tung ở trên trời, xong Phật lấy tay Phật hứng cái tảng đá đó. Thì các người này họ thấy như vậy, có họ kinh ngạc vô cùng. Họ hỏi ông là ông thần tiên anh phương nào, ông là ai? Nói tôi là Phật. Hỏi ông lấy cái năng lực gì mà ông nhấc được cái tảng đá đó? Nếu mà mình nói tôi năng lực của công phu thiếu lâm hay là gì đó, nhưng mà Đức Phật nói công lực của tôi là công lực của sự tinh tấn, là công lực của sự nhẫn nhục, là công lực của sự bố thí, và công lực của sự của cha mẹ. Vậy thì cái tảng đá đó đó nặng không? Nhưng mà đối với Đức Phật thì nhẹ. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, có nhiều khi mình làm việc một chút mà mình coi nó như cái núi. Còn có nhiều người, người ta làm việc đại sự mà ta coi nó chuyện bình thường. Có phải vậy không? Có nhiều khi mình giúp cho cái người kia, người ta qua một cái cơn hoạn nạn lớn luôn mà ta chẳng hề để danh tánh. Trời đất ơi, còn mình giờ pha miếng nước tương ớt mà đi khoe cùng đường hết trơn thì mình mới thấy là cái việc nó như cái móng tay. Vậy thì bây giờ ở đây á, như vừa rồi đó, tao biết có một cái chùa ở Việt Nam á, có cái gia đình đó tình cờ họ đào được trong sân họ một cái gốc cây mà loại thuộc loại gỗ quý á, họ đem cúng cho cái chùa đó nguyên một cái khối cây đó cả 10 mét. Thì mới lấy cái khối cây đó đi tạc cái tượng Phật, mà nó là cái rễ thôi, cái nó dính một cái gốc rễ nó lên vậy nè, mà cái viên cây chết vậy, cây mục chết mà thuộc lỗ gỗ quý, mà họ dặn chùa là không nên nói tên họ của họ là ai hết. Mà bây giờ cái khúc gỗ đó không phải là dễ tìm, ví dụ vậy. Thì Đức Phật nói có nhiều khi gì, vật nặng mà ý tưởng nhẹ. Có sự vật nhẹ nhưng mà ý tưởng nặng. Có sự vật nặng, ý tưởng cũng nặng luôn. Rồi có những gì, sự vật nhẹ, ý tưởng nhẹ luôn. Đó, ví dụ giờ hồi nãy quý vị ăn bún thiếu miếng ớt mất ngon, Phong Hòa đi vô lấy miếng sa tế đưa vô trộn vô bún ăn ngon quá chừng. Việc nhỏ xíu à, cho nên mình làm xong quên mất tiêu luôn. Thì đó gọi là việc nhẹ, ý tưởng cũng
nhẹ. Nhưng mà nếu mà cái người đó họ ăn cái tô bún đó khen ngon, cái mình đi từ cầu thang mình lên tới chánh điện, hồi nãy đó trời tôi lấy cho nó miếng sa tế, thấy không, nó ăn ngon lành không? Mình nói nguyên từ sáng tới chiều, tưởng sao tuần sau mình nói tiếp. Thì cái đó gọi là vật việc nhẹ mà ý tưởng quá nặng. Có nhiều khi trong cuộc sống mình làm ơn việc nhỏ nhưng mình nói hoài, nói giống như mình giúp người ta mấy triệu vậy đó. À, sự vật nặng ý tưởng nhẹ. Bây giờ Phật đưa ví dụ, như không có ác tâm giết cha mẹ, sự vật nhẹ ý tưởng nặng như dùng ác tâm giết loài súc sanh. Sự việc thì nhẹ, ý tưởng thì nặng. Sự vật nặng, ý tưởng nặng như đem tâm rất ác để giết người, giết người mẹ sanh ra mình. Sự vật nhẹ, ý tưởng nặng. Thí dụ như là ở đây á, nếu bây giờ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta mà chúng ta cứ nói tôi mời chị tới nhà tôi chơi, lát nữa tôi xuống tôi cắt cổ con gà, tôi làm thịt tôi đãi chị, nghe quá bình thường. Tại vì sao? Tại trong cuộc sống hàng ngày cái chuyện giết gà giết vịt là sao, là chuyện bình thường. Vậy thì nhưng mà cái việc đó việc nhẹ đúng không, mà hàng ngày mà, nhưng mà nó sẽ thành nặng là vì sao? Là vì cái việc này mình làm gì, làm rất thường, làm rất thường. Mà chẳng những như vậy mà khi mà chúng ta chuẩn bị giết một con gà thì trong tư tưởng mình nó phải khởi bao nhiêu thứ, nào là dao nè, hay nào là cách thức nè. Cho nên dao là gì, là phương tiện, còn cách giết nó cách nào gọi là cách thức, rồi phương tiện cách thức thành tựu với cái tâm muốn giết nữa, cho nên thành tựu. Ví dụ như bây giờ mình nói bữa nay tôi đi chợ tôi mua cá lóc kho, mà ở đây thì ít tại vì mình đa số là ăn đồ đông lạnh. Nhưng mà nếu như mà mình ở những cái quốc gia giống như Việt Nam mình đi, hình như là ăn tươi mỗi ngày, ngày nào cũng đi chợ hết. Thật ra là nhiều khi cái việc rất là nhẹ, như là đi mua cá lóc về đập đầu cá lóc một kho, nhẹ lắm. Nhưng mà cuối cùng nó thành gì? Nặng là vì cái việc này nó được thực hiện mỗi ngày. Nó được thực hiện mỗi ngày mà không phải một thứ nha. Cá lóc là kho nha. Rồi phải mua tôm sống về để làm gì nha. Rồi con gà. Cho nên một bữa ăn hoặc là một bữa cúng của mình mà gọi là toàn là đồ mặn đó, thì không phải một con cá, không phải là một con gà, mà nếu mình làm 7 món thì có thể là phải 7 con vật nó chết. Nhưng mà mỗi một con là mình có một cách giết khác nhau. Ví dụ con cá là phải đập đầu, con gà là phải cắt cổ, nhổ lông, thí dụ vậy đó. Cho nên là mỗi một cái con vật mình nấu lên hay là mình chuẩn bị thì đều có một cái tư tưởng gọi là hình thức cách nào đó. Cho nên nói sự vật nhẹ ý tưởng nặng như dùng ác tâm giết loài vật. Có nhiều khi mình ghét ai, mình giận ai, mình nói cỡ mày đó hả, tao bóp cổ con cái giống như tao bóp cổ con dế vậy. Có nhiều khi mình tức quá mình nói vậy đó. Có nhiều người người ta giỡn nhưng mà mình nghe nó cũng vui vui vậy đó. Mày có tin không, một bạt tai thôi là nú răng lẫn lộn. Tức là mình nói là đến cái năng lực của mình đến mức độ như vậy. Chứ có nhiều khi mình nói trời ơi, tôi giết nó, tôi muốn giết nó dễ giống như tôi dẫm lên một con dế, con trùng vậy. Là học, tại vì trong tư tưởng của mình là sao, mình rất là thế lực, mình đủ năng lực để giết cái người đó. Sự vật nhẹ ý nhẹ như dùng tâm giết nhẹ giết loài súc sanh. Nghiệp dữ như thế có khi dự bị là chuẩn bị đó, dụng cụ đó, căn bản tức là thực hiện rồi đi tới thành nghiệp. Quý vị nhớ hôm trước mình học đó, ba cái điều kiện để thành nghiệp đó. Dự bị nghĩa là trong tư tưởng có chuẩn bị. Ví dụ bây giờ mình muốn cắm hoa thì trong tư tưởng mình phải chuẩn bị cắm hoa, là phải có gì, có mướp để cắm nè, có cái kéo để cắt hoa nè. Và thậm chí hỏi cắm hoa gì, nói cắm hoa ly gì đó, là tự trong đầu mình biết là cái loại đó nó mềm lắm,
Hay là hoa tulip nó mềm lắm, mình phải có thêm một cái cọng kẽm, mình quấn theo cái thân của nó để mình cắm cho nó dễ. Tức là khi nói cắm bình bình hoa là mình phải có tư tưởng chuẩn bị là kéo cắt bình hoa cũng giống như là cái mút để mà mình cắm nó. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta chuẩn bị giết thì chuẩn bị gì? Ngoài tư tưởng là khỏi phải dụng cụ. Như quý vị đọc cái bài báo mà cái ông mà ở bên Toronto, ông giết đứa con ông đó, nó có chuẩn bị. Hay là vừa rồi đây là có một người hành hung bắn chết 5 người mới đây, mới cách xảy ra mấy ngày đấy. Thì khi mà họ làm những điều đó là họ có chuẩn bị hết. Giống như cái ông mà có một lần vừa rồi ông rỉa súng xuống dưới ở bên Las Vegas hả? Trong một cái bữa đại nhạc hội đó, ông lên trên cái khách sạn đó, thì tất cả những cái hành động đó đều có phần gọi là gì? Dự bị. Đó là tư tưởng, còn căn bản là dụng cụ, rồi đi tới hành nghiệp. Cảnh vật chỉ là một thứ do tâm lực nên có kết quả nặng nhẹ. Cảnh vật chỉ là một thứ. Ví dụ mình đi ngang, mình thấy một cái người đàn bà tán đứa con, đứa nhỏ một cái. Cảnh vật là một thứ đó. Hoặc là có thể là đằng kia cũng có người đang đánh một đứa nhỏ. Nhưng mà có thể cảnh vật là một thứ nhưng tư tưởng khác nhau. Ở đằng kia là một người giữ em bé, giữ con cho người ta. Do đứa nhỏ nó lì, bà này bà tức, bà đánh nó. Nhưng mà cảnh tượng đằng này là một người mẹ cùng một hành động đánh con, nhưng mà hoàn toàn không có tâm ác đối với đứa nhỏ. Vì mẹ muốn dạy đứa con đó. Còn đằng kia là do cái bà đó, bà giữ con người ta, mà vì con người ta cho nên không có quan tâm, không có khe, ưng là đánh đó. Quý vị đọc báo quý vị thấy có nhiều cái đi kheo mà đánh con nít á. Ở bên những cái xứ nghèo nó hay có cái trường hợp là người ta thu nuôi những đứa nhỏ để làm cái công cụ đi xin ăn cho họ. Nhiều khi họ ẵm cái đứa nhỏ đó vậy đó, họ thấy mình tới cái nó khóc ré lên, mình tưởng nãy mà thiệt sự tới hồi mình biết là nó nhéo đứa nhỏ đó, trong khi mình nó gặp mình đó, rồi nó ngắt nhéo đứa nhỏ một cách rất là âm thầm để cho cái đứa nhỏ nó khóc ré lên, rồi mình động lòng mình cho, ví dụ vậy. Cảnh vật chỉ là một thứ do tâm lực nên kết quả có nặng nhẹ. Thiện nam tử có người đem món ăn bố thí cho ta, trong khi chưa cho ta, trở lại thí cho loài chó đói. Ta cũng khen ngợi người như thế là đại thí chủ. Nếu là phước điền hoặc chẳng phải phước điền, tâm không lựa chọn thí cho, người ấy sẽ được phước vô lượng. Quý vị thấy không? Đức Phật đưa cái ví dụ nè. Tôi đem một cái bánh lên cúng Phật. Nhưng mà trên đường đi tới cúng Phật mà tôi thấy con chó nó đói, nó khổ quá đi. Tôi động lòng tôi thương, tôi cho con chó nó ăn. Nhưng mà Đức Phật nói công đức vô lượng giống nhau. Tại sao? Vì không khởi tâm khác. Đem Phật cũng bằng hết tấm lòng, mà cho con chó ăn cũng bằng tất cả tấm lòng từ bi của mình. Cho nên quý vị biết không, nhiều khi á, ví dụ bây giờ á, một cái đứa nhỏ đó, hồi đó Pháp Hòa hay nói với mấy cô, hồi nào bây giờ cũng không nói vậy. Mình là người lớn ở nhà nè, ban ngày mình ở nhà đó, mình ăn gì cũng được hết đó. Thậm chí mình không có gì ăn, cơm nước tương cũng được. Nhưng mà chiều á, mấy chú tiểu đi học về, mình phải nấu ăn cho đàng hoàng. Tại vì nó còn nhỏ, nó rất là cần chất dinh dưỡng, mà nó đã ăn chay rồi, thì mình phải nấu đàng hoàng cho mấy chú ăn. Lúc nào Pháp Hòa cũng bắt mấy chú mỗi ngày đều phải có rau, phải có trái cây. Cho hồi đó là mỗi bữa cơm là bắt chú nào, tới phiên chú nào lo trai đường là tới giờ ăn cơm là chú đó, trước khi giờ ăn cơm là phải vô chuẩn bị một rổ trái cây để ăn trái cây mỗi ngày. Ngày thứ hai là ngày làm biếng. Người lớn ở nhà phải không, còn gì ăn nấy, khỏi bận tâm nấu cũng sao. Nhưng mà chiều lại mấy chú nhỏ đi học về phải nấu cho mấy chú ăn. Tại vì sao? Vì cái nó còn nhỏ.
Cho nên nhiều khi Pháp Hòa có thể nhịn, miễn sao các em nhỏ, cho quý vị thấy mỗi lần một khóa tu mấy đứa nít á, cái bàn nấu ăn nhiều khi còn cực hơn. Là tại vì sao? Là vì phải nấu cho thật ngon, phải nấu đúng cái tiêu chuẩn đó. Ví dụ giờ nó vô nó tu mà mình luộc rau, mình kho đậu hũ, trời ơi, rau tôi mới mua đúng, không có nói gì hết trơn, nhưng mà không phải món của nó, không phải gu của nó. Thì bây giờ cho dù mình có luộc một nồi rau thật là mắc tiền, hay là mình kho một nồi đồ kho quẹt rất là ngon, nhưng mà không phải gu của nó, thì uổng đi. Nhưng mà nếu mà người lớn mà quý vị đem, quý vị nấu này kia theo kiểu đó, người lớn ngồi lắc đầu, có cơm không cho tôi miếng cơm, có kho quẹt không cho tôi kho quẹt. Thầy Đức Tạng mỗi lần mà khóa tu là phải đi mua marshmallow, thì mua cái này kia để tối là nướng cho nó ăn. Rồi vừa rồi ổng còn đi mua thêm cái máy làm popcorn nữa chứ. Vì vừa rồi đó, cái khóa đông vừa rồi, mua cái máy làm popcorn về làm popcorn cho nó ăn. Cho nên là thiện nam tử có người đem món ăn bố thí cho ta trong khi chưa có ta, trở lại thí cho loài chó đói, ta cũng khen ngợi người như thế là đại thí chủ. Nếu là phước điền, đây là, nếu là phước điền hoặc chẳng phải là phước điền, tâm không lựa chọn mà thí cho, người ấy sẽ được phước vô lượng. Cho quý vị cũng vậy, thí dụ bây giờ mình chuẩn bị mình đem món nó lên cho thầy, nhưng mà nếu mà đại chúng người ta không có ăn á, cứ đem cái món của thầy ra cho đại chúng ăn đi, thầy không buồn cái chuyện đó mà thầy còn vui nữa, là vì mình quan tâm cho đại chúng trước. Còn thầy ví dụ như giờ nói các món chay mà quý vị đem lên, không ăn hết rồi, ăn mấy chục năm rồi, thiếu một bữa không sao đâu. Nhưng mà cái người mà người ta tới đó, mình cho người ta ăn. Cho nên đại chúng phải hiểu được cái tâm ý của Pháp Hòa mà làm đúng như vậy. Mình lo cho đại chúng trước, mọi người có ăn là tốt, mình có thể nhịn hoặc là mình ăn cái khác, là thậm chí ăn dở hơn, hoặc không có gì để ăn, mình ăn sao không sao hết, nhưng mà không để đại chúng, những người đến người ta không có. Đó là cái tâm không có lựa chọn mà phước điền ngang nhau. Bây giờ một cái người đó, một đứa con em nhỏ đó, nó tới nít mà cho nó ăn chi này, mình cho nó ăn ngon, biết đâu chừng nó ăn nữa, phải không? Mà nếu mà trong khi nó rất đói, nó cần, còn mình no quá trời quá đất mà cứ ép, cứ nhét, trong khi đó mình không cần. Vì tâm lành trong sạch, nghiệp ấy có bốn kết quả. Đây, nếu tâm lành trong sạch, nghiệp có bốn kết quả. Một là quả báo hiện tại, hai là quả báo đời sau, ba là quả báo nhiều đời, bốn là không có quả báo. Và nghiệp cũng có bốn hạn: thời gian quyết định mà quả báo không nhất định, quả báo nhất định mà thời gian không nhất định. Thời gian nhất định, quả báo cũng quyết định, thời gian và quả báo cả hai đều không định. Bây giờ nói nghiệp có bốn kết quả. Có khi mình làm một cái việc gì đó, quả báo ngay đây thầy mình thấy, rồi quả báo đời sau. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, ví dụ bây giờ á, ngày hôm qua đó có cái ông đó, ông ở đây em có hai vợ chồng, một người con. Mà người con ông á, bây giờ thì không có việc làm ở đây, dọn đi Tôn Tô ở. Hai ông bà già sống ở đây ăn tiền già, đụng cái bà già mà bệnh mới chết, tức là bà vợ á, thì gia đình không có tiền, mới đi vô nhà hoàng 97 nè, bút cái đám tang mà không làm đám. Tại vì không làm đám thì tiền nó mới rẻ, và chỉ làm cái lễ thiêu thôi, mà thiêu cũng phải thật là đơn giản, vì mua cái loại quan tài rẻ nhất. Thì mới gọi qua chùa, ông chồng mới nói với cái cô nhà hoàng á, là bà gọi giùm tôi lên chùa Trúc Lâm, là mời thầy đến cái lúc mà đi thiêu á, nhờ thầy lên tụng thầy kinh. Thì ngày hôm qua hai cha con mới lên đây, thì thứ ba này nè, làm cái lễ thiêu đó,
hai cha con mới lên thì người con mới cầm không biết mấy chục hay trăm gì đó nhét vô tay của bà. Ông nói không, chùa không có nhận, quý vị giữ lại để lo cho gia đình. Thì ông chồng rất là cảm động. Thật ra mình đâu có biết họ là ai, họ ở đây mấy chục năm chứ họ cũng đâu có đi chùa. Thậm chí ông đi tới đây, ông lên chánh điện, ông nói ồ chánh điện đẹp quá ha, nói vậy thôi rồi đi xuống. Cái bà nói thôi bác quẹo lên bác lại Phật đi. ông mới quẹo vô lại Phật, chứ không thôi là duyên nó tới đó, tới cửa. Bây giờ nhờ ông vô tới cửa rồi mình quẹo ông vô đây một cái nữa cho ông chấp tay rồi phong quả. Mình biết là ông đâu có biết khấn gì. Nói bác lên bác nói với Phật đi, trình Phật nói vợ con mới mất, xin Phật tiếp độ. Pháp Hòa mới đứng nghe, ông nói mô Phật, nhà con mới mất, tên là gì đó, xin Phật phù hộ cho bả mau lên thiên đàng. Pháp Hòa đứng sau nghe, nó thôi cũng được. Tức là chi vậy? Để cho người ta khởi cái tâm. Chứ bây giờ xưa nay người ta chưa bao giờ biết lễ Phật là gì, mà ta chưa biết, bây giờ kêu xá Phật có biết xá gì. Nhưng mà mình mượn phương tiện là ông mất vợ, ông muốn vợ ông lên trên kia sớm chỉ cho họ cách, nhờ vậy mà họ nói chuyện được với Phật. Thì bây giờ cái đó đó, ví dụ như bây giờ sau này đi, khi mình làm vậy rồi á, đâu cần đặt chuyện quả báo tương lai. Cái quả hiện tại là gì? Khi người đó có hữu sự họ mới tìm tới mình, phải không? Thì cái quả báo hiện tại là gì? Là rõ ràng bây giờ họ biết chắp tay, họ mô Phật một cái. Cách đây 4 ngày 2 giờ sáng có một cô gọi vô chùa. Pháp Hòa bắt phone cái, thì cô đó chẳng hỏi gì hết á. Alo, chồng tôi mới chết, bây giờ tôi muốn tụng kinh, ở chùa có cái máy không? Cái bà nói à, nếu cô muốn ở chùa có, thôi cô lên cô lấy đi. Cái cô mới xây qua đứa con, cô nói con biết cái chùa ở đường 97 mà nói tiếng Anh với đứa con á. Thì đứa con nó biết, thì con đi lấy cái máy về cho ba. Nó xây qua nói không có xe. Cái bà vợ mới nói bây giờ tôi muốn đi lấy mà tôi không có xe làm sao giờ, thầy đem lên được không? Nói à được, bệnh viện nào? Bữa đó đang rơi tuyết, Pháp Hòa mới đề máy xe rồi chạy đến nhà trên bệnh viện, mà khuya vậy cửa chính đâu mở, đi vô emergency. Mà bây giờ emergency họ cũng khó lắm, mình đi vô cũng không phải dễ đâu, qua mấy cửa rồi họ hỏi mình nhiều lắm mới được vô. Mà bữa đó may Pháp Hòa cũng léo tràng mà mặt đàng hoàng. Mình đi rồi á, đi vô mà Pháp Hòa lúc mà hỏi là Pháp Hòa nhớ tên ổng nè, Pháp Hòa nhớ số phòng nè, cho nên đi vô nói đúng tên, nói đúng số phòng họ mới cho vô. Thế vừa vô tới cái Pháp Hòa cũng đứng khuyên cô đó một vài câu rồi niệm Phật một chút rồi đưa cái máy. Cái thấy bà mặc áo vô hỏi giờ cô làm gì, thôi tôi đi về tôi nghỉ thôi, mà giờ không có xe. Thế thì quý vị không biết Pháp Hòa phải làm gì không? Trở về. Trở về. Cái thì ngày hôm sau bà vô nhà hoàng xong cái bà mới lên đây. Bà mới lên đây cái bà mới nói một câu chuyện. Ngồi nói với thầy. Thầy biết không? Tôi đi về Việt Nam á, tôi nói tôi ở Edmonton thôi là ai cũng hỏi tới thăm thầy hết. Ai cũng hỏi thầy hết á. Hồi đó tôi cũng thỉnh thoảng tôi tới đây, mà tôi tới xong tôi chán quá. Hỏi sao chán? Nhiều phe quá. Nhiều phái quá, tôi chán tôi không tới nữa. Cái Pháp Hòa mới nói ồ à, không sao cô. Thì mình hồi đó đó, mình đi tới đây á, có phải vì mấy cái phe đó không? Nói không, tôi tới tôi thích. Vậy thì tại sao giờ mình nghỉ đi chùa tại mấy cái phe đó? Điều thứ nhất. Điều thứ hai, Pháp Hòa mới kể, cô có nhớ cái câu chuyện đó. Cái bà đó bà cũng lên bà nói với thầy trụ trì đó, là bà giờ bà nghỉ đi chùa
Tại vì đi chùa người nào cũng tu tụng kinh đồ dữ dội mà chẳng ai tu hành gì hết đó. Cho nên giờ bà chẳng thèm đi chùa nữa. Ông thầy nói bây giờ trước khi con nghỉ, nghỉ đi chùa luôn á, con bưng giùm thầy một cái bát nước từ ở chánh điện lên tới cái phòng ăn, với điều kiện là nước không đổ. Thì bà đi xong bà lên bà nói với ông thầy là con đi tới rồi mà nước không có đổ. Thì ông thầy mới hỏi hồi nãy con đi trên đường tới con có thấy cái bà Năm mà con hay ghét không? Nó không thấy. Con thấy cái bà Tám mà con không ưa không? Nó không thấy. Cái ông thầy mới nói ủa sao con không thấy? Nó tại con lo con chú ý cái chén nước của con sợ đổ cho nên con không thấy mấy người đó. Ông thầy mới nói đúng rồi đó con. Mình đi chùa cái mình cứ lo chuyện của mình thì mình không thấy người khác. Pháp Hòa nói xong bà vỗ đầu bà. Ôi giời ơi sao mình ngu nhỉ. Cảm ơn thầy mở cho mình nhé. Vậy thì quý vị thấy cái đó gọi là cái quả gì? Quả hiện tại. Nếu như Pháp Hòa không đi 2 giờ sáng đem cái máy niệm Phật đó, rồi không chở bà về, phải không? Thì làm sao? Cho nên á, khi mình làm việc gì có những cái quả hiện tại mình thấy, có những cái quả tương lai mới có. Tương lai người đó có đi nữa không mình không biết, nhưng mà hiện tại mình đã khai mở một tảng đá trong người của họ. Tại vì sao? Vì ở đời này mình đi tìm một cái nơi chốn và một con người hoàn hảo có không? Không có. Bất cứ người Pháp Hòa mới nói cô, mình mặc cái áo nè, nó có mặt ngoài mà nó cũng có mặt trong. Xin lỗi con người mình nè, cái da ngoài nhìn nó láng o vậy đó, mà ở trong này nó thú rùm mà. Thì cái da này chỉ là một cái đải chứa đồ dơ. Thì ở đời này không có nơi nào hoàn hảo và con người nào hoàn toàn. Thôi bây giờ mình á, cứ nhắm, mình đi, mình làm việc gì được mình làm. Ngày trước mình không đi vì họ thì tại sao ngày nay? Rồi có một lần Pháp Hòa đi đến cái chùa kia, thì cái cô đó cô lên cô buồn, cô nói thôi con lên con cúng trái cây mà cái bà đã cứ dành với con hoài, thôi giờ con Pháp Hòa mới nói tại sao mình lại vì cái chuyện đó mất phước của mình. Phước đó phước của mình, việc gì mình làm đó là mình cứ làm bình thường, không có gì mà mình phải quan ngại hết. Nếu việc đó người ta đang cần mình ở đây á, Pháp Hòa chỉ thưa đại chúng là cái gì gọi là quả hiện tại. Có thể là tương lai cái người đó họ nhẹ, nhưng mà hiện tại là rõ ràng mình mở ra cho họ một cái nút hay là một cái hé thôi, rồi chính họ sẽ là người mở tung cái cửa đó ra. Nhưng nếu mình không unlock cái cửa thì sao ta mở? Mình muốn người ta mở cửa thì trước hết mình phải unlock cái cửa đó đi. Cũng giống như cái cửa hông của chùa mình vậy, mình unlock đi rồi người ta vô lúc nào cũng được. Cho nên bất cứ việc gì mình làm, có khi là quả hiện tại, có khi là quả ở tương lai, có khi quả báo nhiều đời nữa. Ví dụ bây giờ mình đi chùa, hiện tại là mình được lợi lạc. Rồi á, mình nghĩ rằng con mình nó không biết gì, nhưng mà không đâu, nó để ý đó, nó thấy mẹ mình đi chùa, mẹ mình làm việc vậy vậy đó, có thể bây giờ còn mình nó không quan tâm. Nhưng khi mình không còn, có thể nó nghĩ tới chuyện đó. Ngày hôm qua có hai má con nó lên chùa. Thế thì bà già bà mới nói hôm Tết đó, con cúng ông bà. Thế con mới nói trời ơi bây giờ con già cả quá rồi, không biết mai mốt làm sao đây. Cái tự nhiên con nói rồi con chi. Trời ơi nó nói một câu mà con nghe con nhẹ. Tại vì sao? Tại vì con nghĩ nó không bao giờ nó biết nghĩ tới cái chuyện đó. Quý vị thì quý em, thành thử ra mình đừng có nghĩ rằng á, cái quan trọng là ngay đời này mình có đúng cái trọng tâm bằng cái tâm lành của mình làm hay không. Cho nên Pháp Hòa nhiều khi mình thấy mấy ngày nhỏ nhỏ của mình đây lơ lơ là vậy, cái mình nghĩ
thôi không sao đâu, chắc nữa mình chết nó biết. Chứ giờ mình ngồi mình rầu hoài cũng vậy à, chắc mình chết nó làm. Chứ giờ còn mình nó không thèm làm. Quả báo nhiều đời. Nãy con bác bên đây, giờ con đang rầu quá đây, hỏi sao vậy? Nhà con giờ 10 cái bàn thờ, mỗi lần cô thắp 10 cái nhang. Ôi cha, mà mỗi lần mà thắp lên mà mấy đứa nhỏ nó sặc sụa, nó allergy rồi vậy đó. Mà con không thắp con chịu không nổi. Pháp Hòa nói bác thắp nhiều quá, người sống sặc sụa, người chết cũng ngất ngư. Thôi bây giờ làm gọn lại. Mình lớn tuổi rồi, mình làm gọn lại. Khỏi cần nhang cũng được, cúng hoa. Tại vì quý vị nhớ cúng á, nó có 5 thứ để cúng. Cúng hương, cúng đèn, cúng hoa, cúng nước, rồi cúng gì nữa, cúng trái cây. Thì mình không cúng hương thì mình còn 4 thứ kia mình cúng. Rồi giờ lỡ mà sợ cháy nhà khỏi cúng đèn, cúng trái cây, cúng hoa. Rồi giờ nhà mình ít người qua không ai ăn trái thì mình cúng hoa. Mà nếu như giờ mà hoa mắc quá mua không được cúng hoa giả. Cúng cái gì Phật cũng ngồi im chịu hết. Mình đem chuối sống lên Phật cũng đâu có nói gì đâu. Mà hễ đi tới lui vài ngày sau mà chín là không thấy còn trên bàn thờ rồi nha. Quả báo hiện tại, quả báo đời sau, quả báo nhiều đời. Còn nhiều khi mình làm một cái việc gì không được quả gì hết. Có những việc mình làm mà không có quả gì hết. Tại sao? Là không có tâm. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như bây giờ Pháp Hòa thấy, ví dụ bây giờ mình thấy cái người đó người ta đi tu, mình cũng xách giỏ mình tu theo. Giờ hỏi mình có chuẩn bị gì chưa? Chưa có chuẩn bị, ta thấy ta tu cái mình nôn của mình tu theo vậy. Không hiểu chữ xuất gia là gì, không hiểu cái y nó là cái gì, thọ giới là gì, thì mình có làm đi nữa thì cũng chẳng có kết quả gì. Tại vì mình đâu có biết cái gì đâu mà mình làm. Cũng giống như một đứa nít á, mình kêu nó chắp tay, nó chắp mà nó chẳng biết cái chắp tay đó là cái gì. Mình kêu nó ngồi thì nó ngồi, mình kêu nó đứng là nó đứng mà nó cũng biết tại sao nó làm đó. Hay là mình cụ thể là mình kêu mấy đứa quỳ xuống con, lại ba lại, nó cũng chẳng biết nó lại cái ông nào. Hay là tại sao nó phải lại ba lại đó, vì mình kêu nó làm thôi. Thì có thể nó làm mỗi ngày, nó làm suốt 5 năm nó đi chùa với mình, nhưng mà có gì không? Không có kết quả gì hết, không có quả báo gì hết. Thế nó không hiểu. Còn nếu mà nó làm mà nó hiểu, khác. Như vừa rồi có bà đi cái đám tang ông Tôn Tô vậy đó, thì cháu của cái vị mất đó là hoàn toàn không biết gì hết, vì sống rất là tây, sanh đẻ ở đây phần lớn. Nhưng mà xong cái đám tang thì bà nói vài câu thôi, ý nghĩa sống chết trong cuộc đời và chúng ta phải sống như thế nào trong mỗi ngày. Thì không ngờ cái lời nói đó lên xe, thì các anh chị đó lên xe nói với má, trời ơi, có những cái câu nói ông thầy đó ông nói đơn giản mà hồi nào gì mà nó nghĩ ra ha. Tại đối với mình đây, mình nghe hoài, quý vị nghe hoài, vô thường, đời ngắn ngủi rồi, thí dụ nghe hoài cho nên mình thấy nó thường. Nhưng mà đối với một người chưa bao giờ nghe, nó khác lắm. Nghiệp cũng có 4 hạng. Hồi nãy là nghiệp là kết quả, nghiệp có 4, nghiệp ấy có 4 kết quả. Có những việc làm chúng ta làm mỗi ngày nhưng mà hoàn toàn không có một cái kết quả gì hết. Vì chúng ta làm mà chúng ta không nắm được cái ý nghĩa. Và nghiệp cũng có 4 hạng, thời gian quyết định mà quả báo không nhất định. Thí dụ bây giờ làm công rượu, sau khi mình trộn men với nếp rồi là mình biết thời gian là bao nhiêu lâu? Mới bao lâu? 3 ngày. Thì thời gian là quyết định, nhưng mà quả báo không nhất định là cơm rượu đó thành hay không mình không biết.
Có nhiều khi gặp một cái cô đó, cổ dơ mình, cổ tới cổ vò cái công rượu đó là công rượu đó hư hết. Ví dụ như vậy. Hay là bây giờ quý vị trộn bột, quý vị ủ bột làm bánh bò. Thời gian nhất định là mấy ngày, thí dụ một ngày. Nhưng mà quả báo có nhất định không? Không, tại vì có nhiều khi nó nổi, có nhiều khi nó không. Có một cái chị ở đây nè, ở đây là mình làm bột và bánh tiêu là mấy lần nè. Cũng cục bột đó mà chiên ở một cái ở cái chị Phật tử đó, chị chiên ở nhà chị, cục bột đó nó nổi phêu lên. Chị yên chí rồi, chị cầm cục bột lên chùa chiên không lên. Vậy thời gian thì nhất định nhưng mà quả báo không có nhất định. Thấy không? Cho nên nói nè, thời gian quyết định mà quả báo không nhất định. Hoặc là bây giờ mình ví dụ như là có hai người đó họ đi xuất gia cùng lúc. Thời gian đi tu của họ là cùng một lúc, nhưng mà quả báo thành tựu của hai người có nhất định không? Không. Có người được và có người không được. Và thậm chí có những trường hợp là thời gian không nhất định, nhưng mà quả báo thì nhất định. Ví dụ bây giờ có một người đó họ đi tu mới có 2 ngày à, hay là 3 ngày hay là 1 năm đi, nhưng mà sự hiểu biết, sự tu tập của họ có thể kết quả hơn người tu 10 năm. Cho nên này nói thời gian quyết định mà quả báo không nhất định, quả báo nhất định mà thời gian không nhất định. Cái quả, thí dụ bây giờ quả báo nhất định là nhất định sẽ thành tựu. Nhưng mà thời gian không nhất định là không phải ai tu phải 10 năm mới có kết quả. Cái kết quả là sẽ giống nhau hết á. Nhưng mà có những người tu trong 3 ngày, 1 năm là có kết quả. Và có những người tu 10 năm mà không kết quả gì hết. Vậy thì cái này là cái một ví dụ cho trường hợp là quả báo nhất định mà thời gian không nhất định. Thời gian nhất định, quả báo cũng quyết định. Nếu mình làm đúng bài bản. Ví dụ bây giờ cái người đó đi xuất gia trong 5 năm đầu học luật, chịu khó học luật. Tại sao? Bởi vì mai sau 5 năm này hay là sau 10 năm mình trở thành đại đức thượng tọa hòa thượng gì không cần biết. Nhưng mà cái nền tảng này, cái nền tảng cái ngày mình mới vào đạo này chính là cái nền tảng cho tất cả những cái lâu đài về sau mình xây dựng. Mình đừng có nói ô cái này của Sa Di. Đúng, của Sa Di. Nhưng mà nếu mà Sa Di là gì? Là một người mới vào tu. Mà nếu như cái người mới tu không có cái này thì cho dù mai mốt anh có đắp cái y tỳ kheo đi nữa thì anh chỉ được có cái dáng của cái tầng của tỳ kheo, nhưng mà ở dưới này nó sụp đổ lúc nào không biết, tại vì dưới này nó rỗng, nền móng không có. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa làm tỳ kheo 20 năm, người ta mới tới, người ta nói thưa thầy, con nghe người ta nói xuất gia mà xuất gia có mấy nghĩa thầy? Thì xuất gia là đi ra nhà thôi chứ mấy nghĩa, tại vì mình không nắm được. Nếu như là một vị Sa Di mà học hết tất cả những gì của Sa Di thì nó có thể nói rằng tất cả những cái đó là cả một đời của người tu. Anh là thượng tọa hòa thượng, trưởng lão gì cũng cần biết, nhưng mà anh không có được cái nền tảng của một Sa Di này thì đời tu mình coi như không có gì hết. Cho nên trong luật nói ngũ hạ dĩ tiền chuyên tinh giới luật, ngũ hạ dĩ hậu phương nải thính giáo tham thiền. 5 năm rầu đầu tiên rồng chuyên giới luật, 5 năm về sau mới được nghe pháp tham thiền. Mà sau khi thọ tỳ kheo rồi là không phải xong rồi nha, ít nhất phải 5 năm để học luật tỳ kheo nữa. Như vậy thì một người tu nếu mà có học hành còn gọi là bài bản là phải 10 năm.
Như vậy thì cái kết quả, cái nhất định là ai cũng phải đi qua con đường đó hết á. Thời gian thì nhất định, nhưng mà quả báo không có nhất định, ai cũng tới 10 năm hết á. Nhưng mà hỏi lại cái ông 10 năm không có học gì hết, thì giữa cái ông 10 năm có học thì nó có khác chứ. Rồi bây giờ 10 năm một cái ông học thiệt nhiều mà chẳng hành gì hết thì nó cũng khác luôn. Thì trường hợp đó gọi là gì? Thời gian nhất định mà quả báo không nhất định. Còn có những cái thời gian không nhất định mà quả báo nhất định. Cho nên mình không ngại gì, không có lạ gì một khi một cái người mà họ nghe pháp có một buổi mà họ ngộ đạo. Cho quý vị thấy ngài Lục Tổ Huệ Năng là một người đốn củi mà đi ngang cái chỗ đó, nghe cái ông đó ông tụng một câu trong kinh Kim Cang thôi, vậy mà ngài làm tổ. Còn bây giờ mình quá trời nghe pháp nào cũng có, kinh nào cũng đầy tủ, mình cũng làm tổ nữa. Mà ta gặp mình tôi nói thôi tổ, tôi lại tổ. Chờ Pháp Hòa mà thấy vị nào mà không có chịu học, cái chuyện học nó không phải là cần mình cái gì đâu, mà mình có cái sự quyết tâm, có cái sự quyết tâm, có cái tâm cầu học là nó sẽ được. Thời gian nó quý lắm, nhưng mình không biết dùng nó là thời gian nó thành phí. Thay vì nó quý nó thành phí. Một tấc thời gian một tấc vàng. Tấc vàng không mua được tấc thời gian. Và thời gian nó cứ đi qua vậy. Chứ mấy vị mở Calgary mà 300 cây số mà mấy ngày này mà đổ đường lên đây, mình phải bái phục. Còn có những người ta sát đây nè, cách nhau 5 phút, 10 phút mà người ta đi ngang thôi. Đi ngang trời thái không. Chờ không rồi có một cái chú nói, trời ơi, thầy biết không, bạn tôi á hả, ở tận Âu Châu mà rành thầy lắm đó nghe. Nó hỏi tôi chới giới. Sát bên mà đâu biết gì đâu. Cái đó cũng bình thường thôi. Cho nên ngài A Nan ngày xưa mà ngài Ca Diếp không có cho vô là cái chuyện đó cũng có thể xảy ra giống mình thôi à. Chị đủ gì thì mình ví dụ mình nghĩ ý có một cái bên thôi, bữa nào cũng được. Cũng giống như dù bây giờ quý vị biết làm đó đi, có thể mình làm cho thiên hạ, nhưng mà nhà mình không bao giờ có cái món đó. Tại vì mình nghĩ là ôi mình biết rồi, bữa nào mình làm cũng được. Ở Việt Nam chúng ta thường gọi là cái gì đó, người thợ rèn không có dao ăn trầu là vậy. Làm cho thiên hạ nhưng mà không có mình. Thôi thì trưa hôm nay mình học đến đây thôi ha. Rồi lát tối mình học tiếp. Vậy quý vị rõ được bốn cái gọi là nghiệp có bốn hạng ha. Thời gian nhất định, quả báo không nhất định. Quả báo nhất định, thời gian không nhất định. Quả báo không nhất định, thời gian không nhất định. Quả báo nhất định, thời gian nhất định. Để chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử chúng sanh.